Vâng, xin chào cả nhà nhé. Xin mời cả nhà quay trở lại với kênh Thuyết Hàng Bảy nha. Video hôm nay em lên cho các bác một chiếc bếp cực kỳ chất lượng và em bán là với giá giảm cực sốc thu hồi vốn nhé. Chiếc Paloma đời cao, phím nhấn phản quang đời cao luôn. Con này thì bát của nó là bát nhôm, cực kỳ ok, chất lượng. Chắn dầu của bát của nó là inox luôn. Mặt của nó là mặt men nhá, mặt men màu đen nâu. Mặt trước của nó là nâu cà phê, cực đẹp. Con này là có tính năng hẹn giờ 30 phút các bạn. Tính năng hẹn giờ 30 phút. Mã số của nó đây này, S87BMR. Đấy. Còn bên này tem của nó đây, tháng 12 2021 nhá. Đời bếp cực cao luôn. Và khi các bác ưng chiếc bếp này, ưng dáng, ưng màu của bếp này, đấy, các bác đã vào Zalo, em sẽ tư vấn thêm cho các bác nhé. Em gọi cho các bác xem xung quanh thành vách của nó cực kỳ chất lượng luôn. Đó, một chiếc bếp đời cao, phím nhấn khoảng miếng một tầng nữa, vị nướng là inox này, khay nướng cũng là inox luôn này. Đấy, em test cho các bác xem một cái chiếc bếp bên trái nhá. Đó, kỳ chất lượng luôn. Và em cũng test cảm biến luôn một bếp nhá. Khi các bác vào Zalo em sẽ test đầy đủ cho các bác cả ba bếp nhá. Thậm chí là các bác thích xem giỏi nội thất là em sẽ báo cho các bác. Con này đạn chia lửa, đạn đồng, với là tính năng chia lửa rất đều và nó không bị bóp méo. Các bác nhìn chân lửa này, đó, chân lửa da xanh gì luôn, kỳ chất lượng. Em dọi xung quanh thành vách cho các bác chậm cho các bác xem nhá, thấy được. Bếp bãi thì nó không thể tránh được các cái điểm chảy xước, móng tay, lồng chuột, lồng mèo, không bao giờ tránh được nhé. Thì mặt men con này thì có một số điểm chảy thì bên em cũng có chấm rồi, không ảnh hưởng gì đâu các bác. Thành vách phía sau này đã bao lưới chống chuột rồi nhá, đã bao lưới chống chuột rồi. Chiếc bếp đời cao, cực kỳ chất lượng, giá 2.500.000 đồng nha các bác, không bao ship nhá. Em bán không bao ship đâu. Ở video là em bán giá rẻ không bao ship, các bác mua cứ liên hệ cho em theo số điện thoại và Zalo, em sẽ tư vấn thêm để các bác mua hàng cho yên tâm. Và khi mua bếp là các bác nhớ cọc tiền cho em nhé, không cọc là em không cho hàng đi đâu nhé. Đây, 2.500.000 đồng một chiếc đời cao 2021, không bao ship đấy. Cảm biến đã tắt rồi các bác, rất nhạy nhá. Đèn nó báo nhấp nháy này và nó tự động khóa ga luôn nhá. Nó sẽ tự động khóa ga trong vòng là tối đa 10-15 giây thôi. Em test khóa ga cho các bác xem này. Đó, nó khóa ga luôn rồi nhá. Rất ok. Đấy, bếp bên trái, bên phải cũng vậy. Còn bếp lò nướng thì là chỉ tính năng là nướng thôi. Thì khi bếp lò nướng là có hình con cá này các bác này. Khi các bác nướng thì các bác quấn giấy bạc vào nướng cho nó giữ được nước và thức ăn nhá. Nhất là nướng cá hay nướng thịt, các bác cứ quấn giấy bạc vào, rất ngon luôn. Và bếp rất ok, đời cao. 2.500.000 đồng, không bao gồm phí ship. Các bác mua hàng liên hệ Zalo cho em, số điện thoại để phần đầu của video ghim tiêu đề bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.